Xin chào các bạn, hôm nay mình làm món gà. Bò lộn, bò luộc. Vâng, để nấu ăn mình về cùng cha. Cho nước sôi rồi. Còn rau thơm ta cũng chuẩn bị nhúng luôn này. Dịch nhúng luôn này. Bớt rau thơm là nó chết rồi. Bỏ nước. Gà mình luộc xong rồi. Nóng tắt. Dùng để nấu phở bún. Cho một cái tóc quá ít đường nắm cho ít thôi. Mặt của mình đã xong. Còn tương ớt thì cho tương ớt vào nhé. Tương ớt. Rồi.
chúc các bạn ăn ngon miệng, hẹn gặp lại các bạn video sau.